Sáng nay, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện quyết định 182 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp cho Ủy ban nhân dân quận huyện năm 2023. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thực Hiện ghi nhận sự nỗ lực quyết tâm của các ủy đảng, chính quyền, ban chỉ đạo các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong 11 tháng qua, đồng thời đề nghị các địa phương, đơn vị chủ động khắc phục ngay những hạn chế khó khăn, chấn chỉnh công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với các đơn vị chưa làm tốt, quan tâm về thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người dân. Đến nay, số người tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,77% chỉ tiêu Hội đồng nhân dân thành phố giao. Độ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt gần 90%, bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt trên 59% chỉ tiêu, bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp đều đạt 93% chỉ tiêu Hội đồng nhân dân thành phố giao.